Chúng tôi là nhóm sức mạnh. Sức mạnh tạo nên thành công. Sức mạnh. Sức mạnh tạo nên thành công. Bây giờ tôi xin thuyết trình về hai câu hỏi mà cô giáo vừa đưa ra. Thứ nhất, xin mời anh Phạm trả lời câu đầu tiên. Và xin chào cả lớp, em xin trình bày câu hỏi đầu tiên là về ưu nhược điểm. Thứ nhất là về phương pháp thư tín thì chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị. Và thứ hai là chúng ta có thể tiếp cận được những khách hàng ở xa, chúng ta có thể gửi thư được và chúng ta có thể truyền gửi thư đến nhiều người một lúc. Và tiếp theo về phần nhược điểm của phương pháp này là thời gian phản hồi sẽ mất thời gian hơn, lâu hơn và tỷ lệ thành công nó sẽ thấp hơn. Chúng ta không quan sát được thái độ của khách hàng khi mà họ đọc các cái thông tin của chúng ta. Và tiếp theo về phương pháp sử dụng điện thoại là ưu điểm là chúng ta cũng có thể tiếp cận được khách hàng ở xa. Thứ hai là chúng ta có thể đoán được một phần về thái độ cảm xúc của họ thông qua giọng điệu của họ khi chúng ta tiếp xúc. Thứ hai là chúng ta cũng có thể chủ động được thời gian tiếp xúc với khách hàng, chúng ta có thể liên hệ với họ. Và thứ ba là thời gian phản hồi họ cũng nhanh. Và nhiều điểm của phương pháp này là khách hàng cũng khó có thể xác minh và có thể tin tưởng chúng ta. Về phương pháp tiếp xúc trực tiếp, đàm phán trực tiếp thì ưu điểm là tạo sự thân thiện, chúng ta có sự linh hoạt trong đàm phán. Tiếp theo là thấy được thái độ khách hàng để xử lý luôn. Và phương pháp này thì sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là cũng sẽ về phần chi phí di chuyển đi lại để gặp mặt tiếp xúc. Và thời gian thì chúng ta cần phải bố trí thời gian nó không linh hoạt, không phù hợp hơn bằng các phương pháp trên. Rồi em xin cảm ơn. Câu 2 thì mời bạn Thiên trả lời tiếp. Em xin được trả lời cái câu hỏi là cái nào nó tạo nên tỷ lệ thành công cao hơn. Là em nghĩ là phương pháp đàm phán trực tiếp ạ. Tại vì dùng phương pháp đàm phán trực tiếp thì nó có thể dùng toàn bộ những ngôn ngữ cơ thể như là ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và có thể tạo sự thân thiện hay là những cái ở câu điểm anh ấy vừa nêu. Và từ đó có thể tạo nên được sự tin tưởng lẫn nhau và thấy được cái thái độ của mình để mình kịp thời mình xử lý những cái thông tin và những cái thái độ của khách hàng, những thắc mắc của khách hàng sẽ tạo nên tỷ lệ thành công cao hơn. Nó không như là dùng thư tín và điện thoại thì nó sẽ dùng ngôn ngữ chữ viết và dùng ngôn ngữ nói thì nó sẽ không tạo được cái sự tương tác cao hơn. Em xin biết ạ. Nhóm sức